5 lạng 2. Ép lại về kia đi, chứ tôi giao ngay. Vớt luôn cho con. Nổi rồi đó. Oh, con này được có 3 tấn mọ. Thế cái giờ đón mồi luôn. To phết. To phết. Con này to. To phết nhìn vào dưới đất nước đó mà. Ủa con 10 thì để ý kìa, đang bỡ đớp rồi đó. To mà con này to. Ui thì chúng rồi. Cả mồm à. Cả mồm mặc vãng luôn. Mắc. Bảo sao ông cóc này nhanh nổi lên thế. Một phát nổi luôn nhỉ. Nó sao lại móc vào đuôi được nhỉ? Cả đầu cả đít rồi. Thằng mồm nổi luôn là nó. Sao lại móc vào đuôi được? Thì hai cái, một cái nó móc đớp cái kia. À sâu vậy. Nó nuốt con mẹ vào trong nó. Kéo vào tay đấy. Nó nuốt mẹ vào trong. Giữ đấy, trâu chân. Giữ đây nó nhảy chân rồi. À, đứt con mẹ lưỡi rồi. Đứt lưỡi nào? Đứt lưỡi rồi. Lấy trong mồm. Lấy ra. Khủng này khủng. Chiều lấy lại.